2023 rồi, đừng bỏ ra một số tiền lớn để học các khóa tiếng Anh cho người mất gốc nữa. Chỉ với khoảng 3 cốc trà sữa thì bạn đã có thể sở hữu một cuốn sách với đầy đủ cấu trúc ngữ pháp, đặc biệt nhận miễn phí khóa học bài giảng online. Ngược lại với các đầu sách khác thì đáp án cũng như lời giải thì đều chỉ được tra trên trang web. Nhưng khi mua quyển sách dày như thế này với toàn lý thuyết, bài tập mà còn được tặng kèm phần giảng online thì cực kỳ hời luôn mọi người ạ. Vì để dành riêng cho những bạn mất gốc muốn tự học từ cơ bản nên phần cấu trúc sẽ được giải thích rất chi tiết và cặn kẽ. Các ví dụ được dịch sẵn sang tiếng Việt. Điểm này mình rất thích vì sẽ đỡ tốn thời gian tra từ điển. Mà với một số từ trong các cái ngữ cảnh khác nhau thì nếu mà tự học thì đôi khi chúng mình sẽ bị nhầm lẫn. Ngoài ra thì sách có phần luyện tập đầy đủ theo 4 kỹ năng để mình có thể làm rõ. Cuối cùng thì mình vẫn phải dành lời khen bởi ở cuối sách còn có phần những tình huống, những câu thành ngữ thường gặp trong giao tiếp cực kỳ thông dụng và có ích. Nói chung thì đây là một quyển sách rất phù hợp cho những bạn nào mất gốc cũng như là muốn luyện tập tiếng Anh từ cơ bản lên.